Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưu Đồ Sài Gòn TV trên băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong ngày thứ 6. Yeah, thứ 6 đã đến rồi. Rất là vui sướng cho hầu hết 49 tiểu bang của nước Mỹ, ngoại trừ Texas. Nhưng mà phải nếu mà tính chung Louisiana với Mississippi đó, ba tiểu bang ngay trong lúc này rất là quan tâm. Thôi thì chúc tất cả quý vị, nhất là những người cư dân nào theo dõi Little Sài Gòn TV được vào lúc này, xin chúc quý vị gặp nhiều bình an, bởi vì những gì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phải nói rằng là rất là nghiêm trọng. Cơ quan phi ma của chính phủ Hoa Kỳ hôm nay họ nói là họ đang chuẩn bị đối phó với một cái cơn bão sẽ gây ảnh hưởng cho tới nhiều tháng tới nữa. Vâng, nhiều khu vực ở Houston, ở Texas sẽ có thể không thể ở được trong vài tháng tới vì hậu quả của cơn bão Harvey đang từ từ đi với tốc độ 10 dặm vào khu vực, và tâm điểm của bão sẽ đánh thẳng vào bờ biển nổi tiếng du lịch Corpus Christi nằm ở phía tây nam của Houston, Texas, thưa quý vị. Thế nhưng sáng ngày hôm nay, Thảo Yên, thời tiết dường như nhìn thì thấy như ảnh hưởng của bão Harvey không khác gì ảnh hưởng của bão Harvey. Nếu mà cư dân ở vùng Houston ngay bây giờ thì họ đang có mưa, nhưng mà trước đó ngày hôm qua đó thì là hầu như là bầu trời là mây mù hết, là bởi vì chào đón cơn bão này vào. Thì sáng nay ở California cái bầu trời nó cũng tương tự như vậy. Đúng vậy thưa quý vị và thưa anh, chính xác là chúng ta đã bị ảnh hưởng hơi tí tí của cơn bão này, cho nên sáng ngày hôm nay, từ tối hôm qua rồi là quý vị đã thấy không khí se lạnh mà gió thổi nữa, và đến bây giờ thì ở ngoài trời mây mù thưa quý vị. Thế cho nên đáng lý ra hôm nay là nhiệt độ trung bình của chúng ta là phải từ 80 độ trở lên, nhưng mà vì ảnh hưởng của Harvey cho nên ở Westminster và Garden Grove ngày hôm nay chỉ đến mức 75 độ là cao. Anaheim thì lên đến mức tầm 80 độ thay vì có thể lên đến 87-88 độ. Và rồi từ đây cho đến cuối tuần, có lẽ tuần tới quý vị sẽ thấy là chúng ta có một cái đợt mini heat wave nữa, khi mà nhiệt độ trung bình là từ 90 độ trở lên. Cho nên hôm nay và ngày mai là những ngày mát mẻ cuối cùng trước khi bắt đầu một tuần nóng bức sắp tới thưa quý vị. Và những ngày này thì độ ẩm không có cao lắm, tầm 55-60% mà thôi. Ngày hôm nay thì tia UV là 10/10 thưa quý vị, mặc dù là trời âm u, và mặt trời mọc lúc 6:21 sáng và mặt trời lặn lúc 7:25 tối. Bây giờ chúng tôi gửi đến quý vị các bản tin cập nhật và có nhiều thời giờ để nói về cơn bão Harvey này. Thứ nhất là mình nói về cái bão, tại sao gọi là bão áp thấp nhiệt đới với lại hurricane. Thường á, cái bão áp thấp nhiệt đới nó xảy ra bởi vì đa số ở những khu vực nào mà nhiệt độ nó cao. Khi mà nhiệt độ trung bình mà khoảng 90 độ đó là cái cơ hội biển á, mà 90 độ là rất nhiều cơ hội để hình thành bão áp thấp nhiệt đới. Bởi vì sao? Cái áp thấp nhiệt đới này ở trong không khí mình nó không có áp suất gì hết, nó rất là thấp. Họ tính trên millibar. Quý vị nghe cái chữ millibar này như vậy. Mà khi áp thấp, khi mà cái áp suất nó thấp như vậy là cơ hội để cái hơi nước nó bốc lên đó, Thảo Yên. Nó bốc lên xong nó tụ yên chỗ. Rồi gió nhẹ nhẹ nó thổi, thế là nó cuộn từ từ. Đầu tiên là ở ngoài khơi Caribbean, hình thành ở ngoài khơi. Rồi từ từ, ở trong trường hợp của hão Harvey đó, đầu tiên nó ở ngoài khơi của vùng vịnh Gulf, the Gulf of Mexico. Cho nên cái Gulf of Mexico là cái nguồn nước nó từ là Đại Tây Dương, Atlantic. Và cái khu vực này nó cũng bên phía từ Florida đến Alabama, đến Mississippi, Louisiana và Texas, rồi đến Mexico là cái vùng vịnh Mexico là như thế. Thì ở cái vùng biển này nó nóng hầu như quanh năm, cái luồng nước nóng, trong khi cái vùng phía tây ở Alaska chúng ta bị ảnh hưởng của cái nguồn nước của Alaska, cho nên nguồn nước của chúng ta lạnh. Và khi lạnh á,
thì không thể nào mà có bão mà gọi là áp thấp nhiệt đới được, tropical storm hoặc là hurricane được. Chúng ta gặp bão là vì cái hiện tượng ảnh hưởng của từ trong đất liền ra ngoài, nó có là những cái marine layer, những cái nguồn bên ngoài vào. Và nếu mà bão mà có ở California, chúng ta thấy đó, thì là mưa rất là nhẹ thôi. Yeah. Trong khi mà áp thấp nhiệt đới của vùng vịnh Mexico đó, từ từ. Và có những cái cơn bão nó hình thành xong rồi nó chỉ chút mưa xuống rồi thôi. Tại vì sao? Cái áp suất nó tăng. Và khi áp suất tăng thì nó đẩy cái cơn bão này nó tan loãng trong không gian. Và vì thế nó không có quay vòng vòng để nó hình thành cái cơn bão được. Quý vị thấy nó tại sao nó quay vòng vòng á? Để làm gì? Nó lý do nó quay vòng vòng là tại vì nó lấy cái nguồn, cái hơi nước nóng của dưới biển nó tụ lên. Khi nó tụ lên nó không có bay đi đâu được hết á. Nó tụ một chỗ bởi vì nó áp suất thấp. Chứ còn áp suất mạnh thì nó đẩy đi chỗ khác rồi. Thì nó không tụ được, phải không ạ? Đó là lý do mà ngày hôm qua cái áp suất nó từ gần 1.000 nó giảm xuống còn có 900 mấy thôi. Và cái người ta trông chờ đó là cái áp suất nó tăng lên. Khi mà áp suất tăng lên thì là cái hình thành của bão nó giảm đi và nó sẽ không thành hurricane. Lý do mà hurricane là áp suất càng ngày càng thấp đi. Và quả nhiên như thế quý vị, áp suất thấp trong vòng 48 giờ vừa qua, từ một cái cơn bão tropical storm Harvey bình thường, nó trở thành bão cấp 1. Rồi tin tức tối hôm qua cho biết là bão nó biến thành cấp 2. Khi và cái áp suất nó vẫn tiếp tục ở mức thấp á, thì có nghĩa là bão càng ngày nó càng, hễ mà nó cuộn bao nhiêu thì nó càng hút cái hơi nóng ở vùng biển lên bấy nhiêu, và càng ngày nó càng dày. Không những nó dày mà nó giãn ra mự nữa. Và đó là lý do mà nó trút xuống một cái lượng nước khổng lồ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo và gửi đến thêm quý vị những cái hậu quả của Harvey mang lại ở phía Texas hiện nay.